Và một điểm báo hôm nay á, là anh biết vấn đề gì mà mình biết hay không? Là ngày trưa em quay những cái chú bồ câu đậu bay trước nhà chim lon đậu dưới đây nè, anh thấy không? Rất là nhiều bồ câu đậu dưới đây đúng không? Thì mình nói là thế nào thì hôm nay là sẽ có điểm lành trong ngày nay, hoặc là điểm lành vào những sắp tới. Đúng như vậy, không ngoài dự đoán của anh em mình, chính xác là như vậy anh ha. Đúng như kiểu là một điểm báo trước ha. Mình thấy có rất là nhiều bồ câu bất ngờ đậu trước nhà chim lon. Và đúng là chiều ngày mai thì mình đang thấy là có luật sư Thành Kha, đúng rồi, đã xuất hiện trước nhà chồng Loan và liên quan tới những cái lá đơn kiện hình sự tố với lại phía bên kia. Em xin giới thiệu với các bạn luôn, luật sư Kha là luật sư ba, là luật sư hình sự cả nhà ha. Bên nhân sự thì đã có chị Tiết Ngọc và anh Trọng Ăn. Bên bản quyền thì đã có bên luật sư của anh bên Nguyên Vũ cả nhà đã hỗ trợ rồi. Còn hôm nay là ông ta tiếp cận thêm một luật sư mới, đó là luật sư hình sự đi ha, gọi cho nó cái tên cho nó nghe nó hay một tí. Đúng rồi, gọi là luật sư hình sự đi. Tại dính đến hình sự là dính đến tiền bạc, mà dính tới tiền bạc á, là sẽ có là dính tới chuyện mà ủ tờ thế đó nha. Mà chúng ta sẽ chờ đợi những cái tiếp theo của luật sư Kha như thế nào, và có thể như lúc chút xíu nữa khi mà luật sư bước ra thì anh em mình cũng sẽ tiếp cận và xin anh Kha vài lời để phỏng vấn xem là hôm nay anh đến hỗ trợ Diêm Long vấn đề gì để cho khán giả biết nhiều hơn ấy nha. Tức là mình chỉ hỏi qua bên lề thôi, còn cái nội đúng dung rồi. Làm việc và những cái lá đơn thì mình cũng không dám hỏi vì đấy là bí mật công việc ha mọi người. Đúng rồi, những luật sư của Hồng Loan rất là thân thiện cả nhà. Ngoài việc mà tập trung đọc những cái thông tin về việc mà xử sắp tới cho chị Hồng Loan thì khi mà gặp một số anh em YouTuber thì anh rất là thân thiện, nói chung rất là niềm nở, không có phải như là lạnh lùng. Đúng rồi anh. Thì bây giờ anh em mình đứng chờ đợi anh ha. Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nhá. Đấy, mình sẽ chờ đợi và lát nữa thì luật sư là sẽ ra đây nha. Mình thấy là luật sư đang ngồi trò chuyện ở trong nhà gym của chị Hồng Loan. Và mình thấy ở đây nha. Đó, mình vừa thấy có sát mình zoom lên này. Thấy zoom lên ha. Luật sư đang vào thắp nhang cho chú nha. Đó. Mình thấy là ai mà tới đây, những luật sư đó, ai tới đây thì làm việc cũng thắp nhang cho chú. Đấy là điều đầu tiên mà khi mà tới làm việc với chị Loan nha. Đúng rồi anh, đúng rồi, chính xác là vậy. Đấy có phải là cái tâm của người làm luật không anh? Đó là một cái chung là làm luật thì nó đưa vào hai hình thức là về bên pháp lý phải không, và về tình cảm luôn anh ha. Nói chung à, là tất cả đều phải là như vậy, nhưng mà khi mà lên trên tòa thì mọi chuyện phải nói bằng pháp lý, bằng một cái bằng chứng cụ thể, chứ không phải là nói những cái bằng nghi chúc mà miệng vớ vẩn được anh ha. Dạ. Bây giờ có một chiếc xe rất là sang này. Dạ. Gọi là bây giờ em cứ đứng đây chờ và khán giả đừng rời mắt nha, chút xíu nữa em sẽ cập nhật tiếp gửi cả nhà trong bản tin tiếp theo nữa nha. À đó thì cô chị ơi, đó thì bây giờ thì nói chung cái nhà thì cũng có một chiếc xe siêu xe cái nhà đây cũng đến tại nhà của Hồng Loan cả nhà. Rất là vui, liên tục là những tin vui. Trước đó là anh Huy Vũ đã hé lộ cái vấn đề ADN của Hồng Loan. Dạ. Và ngay sau đó trong ngày hôm nay thì luật sư hình sự đã đến nhà chị Hồng Loan nha mọi người. Rất là vui luôn anh ơi. Rất là nóng luôn. Luật sư hình sự tới đây thì chứng tỏ rằng là chị Hồng Loan đã mạnh tay. Đúng rồi. Và là có thêm những lá đơn hình sự đối với bên kia nha. Luật sư hình sự tới là phải nói rất là vui luôn nha anh. Ngày hôm nay khá là nhiều tin vui đúng không? Khá là nhiều tin vui luôn. Từ sáng tới giờ luôn. Từ sáng tới giờ luôn. Luật sư nãy giờ vào cũng được 30 phút rồi. Dạ vâng. Em quay một chiếc siêu xe cô qua cho cô chú chị khán giả xem là một gì khán giả đại gia. Đây, luật sư hình sự đang phía bên trong nha mọi người. Dạ. Đây cả nhà. Có chuyện gì luôn nhưng mà nghĩ là tin vui rồi, sáng giờ quá trời tin vui đến với chị Loan luôn, nào là khách du lịch ghé mua hàng, chim bồ câu rồi hả, sáng ra là hả khán giả ra vô nườm nượp vỡ trận không lúc nào ngơi luôn. Đúng rồi, tôi là đại gia không, những người có tiền đi xe hơi tới rồi quá. À nãy thấy là chiếc xe này chạy qua rồi mới chạy lại nè, kiếm nhà của chị Hồng Loan á. Có biển cũng số ruột có tới nhà nhưng mà nãy giờ ra lâu quá, giờ có biển cũng chúng ta đang nhìn cái nhà. Luật sư Kha mới vào bên trong luôn ha. Không biết được là đến hôm nay gặp chị Hồng Loan làm việc cái vấn đề liên quan gì đây mà dư luận đang rất quan tâm ha. Đúng là mọi người vào đông đông đi. À, xe của luật sư mới vào bên trong luôn cả nhà, đang làm việc với chị Loan nhé.
cô chú anh chị cho một like, một chia sẻ để mình cập nhật những cái thông tin mới nhất hôm nay. Để mình quan sát thấy là luật sư đang làm việc với chị Loan ngay chỗ phòng thờ nghệ sĩ Vũ Linh luôn cả nhà ơi. Đây mình quay cho rõ nha cả nhà. Có kỳ chuẩn bị luật sư vào mới vào làm việc, chuẩn bị ra đây cả nhà. Không phải luật sư đang ngồi. Đây. Bây giờ là khán giả Hàn Quốc thì sẽ ra đây là mua đồ xong. Hàn Quốc mua hàng ra nha cả nhà. Anh chị đại gia đi xe hơi. À, đó thì giờ cô anh chị cũng thấy rồi, phía bên luật sư, rồi phía bên nói chung là có khán giả đến mua đồ ủng hộ chị Loan cả nhà. Đây 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 cả nhà thấy không, đó từ xa thì cũng có rất là nhiều. Làm việc ở trên lầu chị Lan, xong rồi luật sư xuống dưới rồi. Chị Lan hiện tại đang ngồi phía bên trong nha cả nhà. Cửa mở ra là mọi người sẽ thấy chị Lan với luật sư liền. Đúng rồi, luật sư cũng vô cũng làm việc với làm lâu lắm rồi, gần 30 phút rồi nha mà cả nhà. Trao đổi với Hồng Loan á, xong rồi cũng đi. Như là chị Lan dẫn luật sư qua thắp nhang cho cũng ngày xưa tôi Vũ Linh bên này nè cả nhà. Đúng em rồi. Thấy đứng xa em thấy có cái bóng dáng bước qua đó. Như đang làm việc chỗ ngay chỗ bàn thờ còn năm chiều. Làm việc bên công đó cả nhà. Tôi đang làm việc với chị Loan đã hai anh chị Kiều Út mới vào bên công. Ta đến thắp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh cũng như là hỏi thăm chia vui với lại mẹ con bùm bùm ha. Đấy, chị Loan hôm qua cũng rất là vui mừng luôn. Gần 1.000 người đang xem livestream trên kênh YouTube của mình ha. Mọi người cho một like, một chia sẻ cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi thì phía bên luật sư cũng đang ở bên trong để trao đổi chị Hồng Loan cả nhà, cũng đang chờ em đây cũng đang chờ luật sư ra cả nhà. Thì một tí xíu thì luật sư có ra thì em cũng phỏng vấn luật sư cái như thế nào cả nhà để cho cả nhà xem nha. Luật sư Kha và luật sư Tuyết Ngọc nhé đã hỗ trợ chị Hồng Loan là xuyên suốt từ đầu vụ kiện tới giờ luôn á. Thì mình nói chấp. Luật sư hình sự đây ha. Luật sư hình sự luôn à. Lần này là phía bên Hồng Loan là với luật sư hình sự làm cho tới luôn á. Đúng rồi, chắc hôm nay là tới để là củng cố rồi là hoàn thiện hồ sơ. Bữa em nghe bên kia là nói là luật sư Tuyết Ngọc á làm nói chung là làm không có rõ ràng. Thì đợt này luật sư hình sự làm cho nó rõ ràng luôn. Dạ, em tới cảm ơn chị Vân nhá. Đúng là luật sư hình sự luôn cả nhà ơi. Lần này chắc là hoàn thiện rồi là củng cố hồ sơ để là đưa sang hình sự luôn rồi chứ không phải là còn hành chính nữa ha. Tại vì luật sư hình sự này làm hai cái lá đơn. Đây hình như luật sư ra đấy. Luật sư với chị Loan đấy cả nhà. Luật sư với chị Loan đấy cả nhà. Chào anh. Sư đẹp trai quá ha. Rồi. Xin chào nha. Rất là nhanh luôn cả nhà.